Xin chào quý vị và các bạn. Sáng thứ Bảy cuối tuần, chắc hẳn không ít người dân đã bắt đầu ngày mới muộn hơn thường lệ, nhất là tại miền Bắc, nơi đang chìm trong đợt rét đậm rét hại diện rộng kéo dài. Nhiệt độ sáng sớm chỉ trong khoảng từ 10 đến 13 độ tại vùng đồng bằng, nhưng về trưa, khi không khí lạnh ngừng bổ sung xuống nước ta, thì trời đã hửng sáng dần, với nhiệt độ nhích nhẹ lên mức từ 15 cho đến 17 độ. Tuy vậy, từ sau 16-17 giờ chiều trở đi, nhiệt độ lại hạ về mức rất thấp, chỉ trong khoảng từ 12 cho đến 14 độ. Càng về đêm, trời càng rét buốt, nhiệt độ chỉ từ 10 cho đến 11 độ. Vùng núi cao còn thấp hơn. Chính vì vậy, thay vì đi chơi ngoài trời, thì nhiều người có lẽ sẽ cảm thấy tốt hơn là quây quần trong không gian ấm cúng trong buổi tối thứ Bảy này. Cụ thể với thủ đô Hà Nội, chiều nay đôi lúc trời có thể hửng nắng yếu nhưng vẫn cảm giác rét buốt với nhiệt độ dao động trong khoảng từ 15 cho đến 16 độ. Tiết trời trong ngày cuối tuần vẫn tạnh ráo, quý vị có thể ra đường nhâm nhi một cốc trà hay một bát chè nóng để có thể làm ấm người trong mùa đông lạnh giá. Tuy nhiên, từ 18 giờ trở đi, chúng ta không nên di chuyển nhiều ngoài trời vì thời điểm này nhiệt độ bắt đầu xuống thấp và thấp nhất đêm nay chỉ trong khoảng 11 độ. Còn đối với các tỉnh miền Trung, dưới tác động của không khí lạnh và gió đông, khu vực này vẫn có mưa. Trong đó, trọng tâm mưa sẽ là khu vực Trung và Nam Trung Bộ. Riêng các tỉnh từ Đà Nẵng trở vào cho đến Bình Định và Phú Yên, cục bộ vẫn có những điểm mưa to với lượng từ 20 cho đến 40mm, có nơi cao hơn. Bên cạnh những cơn mưa thì không khí lạnh cũng khiến cho nền nhiệt độ ở các tỉnh thành phố miền Trung khá thấp. Khu vực từ Thanh Hóa cho đến Quảng Bình tiếp tục xảy ra rét đậm với nhiệt độ cao nhất trong ngày không vượt quá ngưỡng 17 độ. Khu vực từ Quảng Trị trở vào cho đến Thừa Thiên Huế nhiệt độ nhỉnh hơn nhưng vẫn ở ngưỡng rét từ 18 cho đến 21 độ. Còn các tỉnh phía Nam nhiệt độ dao động trong khoảng từ 26 cho đến 29 độ, trời lạnh. Đến với thành phố biển xinh đẹp Đà Nẵng, hôm nay mưa cũng sẽ xuất hiện nhiều khi khả năng có mưa lên tới 90%. Mưa sẽ rải rác cả ngày, chính vì thế mà nhiệt độ cao nhất cũng chỉ khoảng 23-24 độ. Tối và đêm nay, nhiệt độ giảm dần, trời rất nhẹ với mức nhiệt chỉ khoảng từ 20 cho đến 21 độ. Xuôi xuống khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, quá trình tăng cường liên tục của không khí lạnh phía Bắc không chỉ khiến cho thời tiết ở các tỉnh thành thuộc khu vực Tây Nguyên mà cả khu vực Nam Bộ cũng có những chuyển biến. Và ban ngày trời vẫn có nắng nhưng cường độ không mạnh, cho nên mức nhiệt độ cao nhất trong những ngày tới ở khu vực Tây Nguyên là từ 25 cho đến 27 độ và tại khu vực Nam Bộ là từ 30 đến 32 độ. Dự báo từ đêm nay, mức nhiệt ở Nam Bộ sẽ giảm xuống, nhiệt độ chênh lệch nhiều so với thời ban ngày. Nhiều nơi các tỉnh miền Đông sẽ thấp dưới 20 độ, mang đến trạng thái se lạnh. Còn ở khu vực Tây Nguyên, nhiệt độ thấp hơn, phổ biến từ 15 cho đến 18 độ, trời rét. Tại thành phố Hồ Chí Minh, trưa chiều nay trời hửng nắng nhẹ với mức nhiệt độ cao nhất là từ 31 cho đến 32 độ. Người dân thành phố Hồ Chí Minh sẽ có được một ngày thứ Bảy cuối tuần tương đối tạnh giáo. Tối và đêm nay trời mát mẻ và có chút se lạnh khi nhiệt độ hạ xuống chỉ còn khoảng từ 22 cho đến 23 độ. Không khí lạnh cường độ mạnh tiếp tục được tăng cường và khống chế toàn bộ các tỉnh Bắc Bộ nên tình trạng rét đậm rét hại vẫn duy trì trong những ngày tới ở khu vực này. Đồng thời thì trời khá nhiều mây, có lúc xuất hiện mưa nhỏ về đêm và sáng sớm. Với kiểu thời tiết trên thì các hoạt động ngoài trời sẽ không mấy thuận lợi. Quý vị cần chuẩn bị đầy đủ áo ấm, giày để bảo vệ sức khỏe nếu có kế hoạch đến với khu vực này. Đến với các tỉnh miền Trung, không khí lạnh tăng cường cũng khiến cho thời tiết trong ngày nhiều mây và liên tục xuất hiện mưa tại một số khu vực ở các tỉnh Trung Trung Bộ trở vào cho tới Khánh Hòa sẽ có mưa vừa. Các tỉnh phía Bắc Trung Bộ thì trời rét, có nơi rét đậm với nhiệt độ thấp nhất chỉ khoảng từ 12 cho đến 15 độ. Khu vực còn lại trở vào cho tới Bình Định thì trời lạnh về đêm và sáng với nhiệt độ ở khoảng từ 16 cho đến 19 độ. Thời tiết khu vực này không mấy thuận lợi cho các hoạt động ngoài trời cũng như du lịch. Riêng khu vực Ninh Thuận, Bình Thuận, mưa không nhiều, ban ngày trời có nắng, xuất hiện tiết trời ấm áp với nhiệt độ cao nhất ngày ở khoảng từ 28 cho đến 30 độ. Và đây sẽ là một trong những khu vực có thời tiết khá thuận lợi cho các hoạt động ngoài trời cũng như du lịch. Do vậy, quý khách có thể lựa chọn thiên đường Mũi Né để tận hưởng những ngày cuối tuần thư giãn bên người thân cùng với bạn bè. Trong những ngày tới thì thời tiết tại Mũi Né phổ biến có nắng gián đoạn trong ngày, khá mát mẻ và ít mưa với biên độ nhiệt ban ngày dao động trong khoảng từ 23 cho đến 30 độ. Nằm ở khu phố 5 thuộc phường Mũi Né, thành phố Phan Thiết, đồi cát Mũi Né là một trong những điểm đến độc đáo, thu hút du khách mỗi khi có dịp đặt chân đến vùng đất này đầy nắng và gió.
Đồi cát này được hình thành từ rất lâu đời, trải dài nhiều km, lan rộng với tổng diện tích là gần 50 ha từ tỉnh Bình Thuận cho tới Ninh Thuận. Đồi cát này còn có tên gọi khác là đồi cát bay bởi hình dạng của nó thay đổi liên tục từng ngày, từng giờ, nhất là khi đến đây vào mùa gió. Du khách sẽ được chiêm ngưỡng vẻ đẹp diệu kỳ của những cồn cát biến dạng qua từng cơn lốc, tạo thành những cảnh quan đầy lôi cuốn và không dễ gì lặp lại những hình dạng như cũ. Sắc màu của cát cũng tạo nên nét độc đáo cho đồi cát này. Màu của cát nơi đây do mỏ sắt cũ kiến tạo, nên không chỉ có một màu vàng duy nhất mà có thể có đến 18 màu, và trong đó phổ biến nhất đó là màu đỏ. Màu trắng thì chủ yếu nằm trên bãi biển pha tạp chất, còn màu hồng thì nằm dưới những lớp cát màu đỏ. Màu trắng xám tập trung ở ranh giới của tỉnh Bình Thuận và Ninh Thuận, còn màu đỏ, đen, pha bùn thường cứng và khó hòa tan. Những sắc màu đa dạng này không chỉ lôi cuốn khách du lịch mà còn là nguồn cảm hứng cho các nghệ nhân tranh cát trong việc tìm kiếm nguồn nguyên liệu để tạo ra những tác phẩm nhiều màu sắc độc đáo. Quay trở lại với những thông tin thời tiết, đến với các tỉnh Tây Nguyên, do chỉ bị ảnh hưởng yếu bởi không khí lạnh nên mưa không xuất hiện nhiều trên khu vực trong 3 ngày tới, phổ biến ở diện vài nơi và lượng mưa nhỏ. Ban ngày thì trời giảm mây và có nắng, thời tiết mát mẻ với nhiệt độ cao nhất ngày hầu như không vượt quá ngưỡng là 28 độ. Tuy nhiên về đêm trời cũng khá lạnh, vì vậy quý vị cũng cần phải chuẩn bị đầy đủ trang phục để giữ ấm cho cơ thể khi mà đến đây du lịch trong những ngày tới. Cuối cùng là đến với các tỉnh Nam Bộ, thời tiết trong thời gian tới phổ biến mây thay đổi, ngày nắng gián đoạn và không quá nóng bức với nhiệt độ cao nhất ngày, dao động ở trong khoảng từ 30 cho đến 33 độ. Chiều tối thì sẽ có mưa rào và dông ở diện vài nơi với cường độ không nhiều. Đêm và sáng thì tình trạng se lạnh còn duy trì. Thời tiết trên khu vực rất thuận lợi cho các hành trình tham quan, du lịch của quý vị.